Chào các bạn, mình review bữa ăn tối của gia đình mình cho các bạn xem. Những món gỏi cuốn mẹ mình đã chuẩn bị sẵn chờ mình với vợ mình đi làm về ăn. Các bạn chắc bây giờ này cũng bên Việt Nam là cũng đã 11 giờ mấy giờ trưa rồi ha. Mọi người chuẩn bị ăn cơm trưa ngon miệng nha. Mình bây giờ là 9 giờ 15 phút, đồng hồ 9 giờ 15 phút. Hôm nay ăn hơi trễ, mẹ mình sốt ruột quá. Giờ này cơm nước đã chuẩn bị rồi mà hai đứa con chưa đi về, nó lâu quá, đói bụng quá. Đó, đồng hồ về các bạn thấy ăn cơm trễ chưa? 9 giờ 16 phút buổi tối bên này, tối thứ ba, tối thứ tư chứ. Đây là bún thịt ba rọi các bạn, không có da, thịt thơ thơ miếng miếng gì đó. Đó, đây là vợ mình cuốn đây. Hai bà xã, mệt không? Mệt. Mệt quá, đi làm về mệt quá, đó. Đây, ăn ngon đây, là vui dưa rồi. Leo nè, thịt ba rọi nè, mực đâu, tôm nè, rồi. Bốn miếng thịt ba rọi, hai miếng tôm, hai miếng mực, kinh khủng quá. Đó, có mực đó mà mực mang các bạn ha. Đó. Quá là nguyên chất organic luôn. Đây là tôm các bạn ha, tôm luộc nè. Mực nang hấp, ba rọi nè, bún luộc các bạn. Mà rau thì giá thì mình mua ở chợ, rau thơm nhà trồng, salad thì cũng vậy luôn. Ở nhà mình mẹ mình trồng rau salad luôn. Mẹ vợ mình đây là chủ bếp đây, đây là tác giả của tất cả các món này đây. Hai mẹ con nè, đó vợ mình nè, rồi cuốn vô. Ăn quá ngon, quá tuyệt vời, chất lượng. Thì không đẹp nhưng mà chất lượng các bạn, rau bún rồi thịt thà tôm rồi gồm 3 món cuốn trong đó này. Thì ok, đi làm về có mẹ chuẩn bị như vậy là quá hạnh phúc rồi. Con gái đi làm cực khổ về có mẹ ở nhà lo cơm nước như vậy là quá quý rồi. Này còn má vợ nè, cái cuốn của người miền Tây nó khác nha các bạn ha, là mực nhiều. Đó, thịt heo nè, đó. Đây cuốn giỏi lắm, mẹ mình cuốn đẹp lắm các bạn. Tí nữa mình quay các bạn xem, cái cuốn rất là đẹp, nhìn vô là muốn ăn luôn á. Đây, ba giờ mình đây, đuối luôn rồi, nay cũng chạy vòng vòng đuối luôn. Nay kêu lên ra thiết kế rồi, cuối cùng về tay không luôn. Ba. Ở nhà mình vô cái vô. Ở Việt Nam là 1, 2, 3, vô Phạm Diễm. Vô. Bia này là, cũng là bia Heineken, cái gu của má mình thích bia Heineken các bạn. Bánh tráng này thì để làm gỏi cuốn. Cái này sản phẩm này của Việt Nam nhập qua bán luôn các bạn. Cái này là đồ để bánh tráng, mình thấy hình như là bán ở Việt Nam có bán, nhập qua tới các chợ ở Việt Nam nhúng trong đây. Thùng bia Heineken nè các bạn. 24 chai nhưng mà nói để gì thôi chứ uống 1 chai 2 chai lai ra cho vui thôi chứ đâu có nhậu xỉn đâu các bạn. Trong khi mọi người đang ăn thì hai đứa con của mình đang ở phòng khách chơi. Anh Thư với anh Tuấn đây, hai anh em cùng nhau chơi. Để anh Tuấn ăn xong rồi thì coi em chơi với em để cho ba mẹ với ông bà ngoại ăn. Cô ngồi có chơi, cô lấy mấy cục nè, cố gắng vô. Thư ơi, con bỏ này vô đi con, cái cục này nè, con bỏ vô cho ba đó, bỏ vô, đúng rồi, bỏ vô đi con. Giỏi quá, Thư giỏi quá, Thư tuyệt vời quá. Hai mẹ con cùng lên đi. Hai mẹ con cùng lên coi. Bánh tráng đây, các bạn thấy mình đang dùng bánh tráng không? Bánh tráng đây. Ông ngoại quấn kìa, ông ngoại cái mấy cái cuốn của ông ngoại tuyệt vời quá. Rồi, giờ tới khi mình quấn nha, rau thơm. Wow, rau giấc cá nè. Giấc cá nè. Cuốn của mình nó hơi to. Kiến bỏ ra, mực nang nè, các bạn thấy mực nang không? Đó, mực nang nè,
ở ngoài bỏ mình đang nhiều vô ăn nè. Đó, mình mê mực lắm các bạn ơi. Bún đây. Ở nhà thì không sao các bạn, mình bóc tay luôn. Trung mà. Rồi sau đó mình bỏ tôm nè. Rồi sau đó thịt heo. Lại ra. Rồi quấn vô. Nó hơi xấu nhưng mà kệ đó, bên trong nó chất lượng được rồi, tốt gỗ không tốn nước sơn. Nước mắm bà giờ mà ngoài cho nước mắm. Vô ba. Vô 1 2 3 vô. Rồi bà ngoại cho miếng tỏi đi. Camera này quay trên trời không người ta. Quay sát sát vô. Rồi vô. Ngon quá các bạn ơi. Bỏ cuốn nè. Nước mắm nè. Làm lông bia. Rồi cũng má vợ đi. Cũng má vợ miếng đi. Đó vô. Ba vô. Thịt heo là cái mỡ, cái mỡ nhìn đã các bạn ha. Đó, mẹ mình bỏ cái da nè, nhưng mà để mỡ nè, ít mỡ nè, ngon quá. Ăn nó mỡ nó ngọt, cái nước nó ngọt. Mỡ ít mà. Giờ mình cực quá rồi, sáng giờ là từ 8 giờ tới gần 9 giờ mới về tới nhà, đuối quá. À, hai mẹ con đây. Mình thích ăn tỏi lắm các bạn, tỏi sống mình thích ăn lắm. Ở bên này khí hậu nóng nó ăn phở, nó bún rồi ăn nóng quá bạn ơi. Ăn cái gỏi cuốn cho nó dễ tiêu, nó dễ ăn, giống biêu, thì khí hậu nóng quá. Nhà thì có máy lạnh cho nên cũng yên ổn chút xíu, chứ ra ngoài chợ này 9 giờ mấy vẫn còn hầm các bạn. Bia. Được ăn chung với mẹ với gia đình là rất là hạnh phúc các bạn. Được ăn chung với gia đình là rất là hạnh phúc. À, cùng với vợ mình, với ba mẹ vợ mình. Các bạn có những người bạn đi làm xa nhà, xa cha mẹ mình thì có lúc ngồi ăn một mình thì cũng nhớ cha với mẹ mình ở xa, không biết ăn thế nào ha, ăn uống thế nào. Thỉnh thoảng gọi về nhà thăm cha mẹ mình. Ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe. Đó là bổn phận làm con. Mình chúc các bạn có buổi trưa ăn thịt ngon miệng và sau đó trở lại làm việc tốt đẹp nha. Cảm ơn các bạn luôn luôn đồng hành, giao lưu và tương tác, kết nối với kênh mình thường xuyên. Chúc mọi người vui vẻ và chân thành cảm ơn mọi người. Chào nha.